Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tin học thật là đơn giản. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một cái bài nữa trong cái chuỗi học các cái bài về Excel. Ở bài này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách căn lề và in ấn ở trong Excel. Cái bài này cũng là một cái nội dung mà rất quan trọng. Các bạn nào thường xuyên mà làm việc với các cái bảng tính đúng không? Thì các bạn sẽ phải thường xuyên làm việc với in ấn. Thì các bạn không thể không nắm cái kiến thức này được đúng không? Ok, thì để in thực hành thì các bạn vào Excel. Rồi ví dụ mình có một cái bảng dữ liệu là quản lý nhân viên chẳng hạn. Quản lý nhân viên, ví dụ mã nhân viên, họ tên, ngày sinh, quê quán, chức vụ, mức lương. Ok, mình nhập ví dụ A0001, A0002. Rồi mình kéo đại đi. Rồi họ tên A, B này. Ngày sinh. Quê quán ví dụ như Hà Nội. Ninh Bình, Hồ Chí Minh. Ok, kéo xuống cho nhanh đúng không? Chức vụ, trưởng phòng, nhân viên, IT, kế toán. Mức lương. Rồi. Rồi, ví dụ mình có một cái bảng dữ liệu như này đúng không? Bây giờ thì nhiệm vụ của mình là phải in ra cái bảng này đúng không? Đấy, thì để in ra cái bảng này thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách căn lề trước nhé. Đấy, thì cách căn lề thì các bạn vào base layout này, rồi các bạn chọn margin. Đấy, thì trong margin này nó có các cái nó mặc định sẵn cho mình, thì nếu mình không muốn thì các bạn có thể chọn custom margin. Đấy, ví dụ mình chọn custom margin nhé. Đấy, thì các bạn sẽ vào một cái màn hình base setup như này. Thì top là lề trên nhé, left là trái, này. Right phải, header là cái khu vực của header thôi, bottom là ở dưới đúng không? Rồi, thì bạn nào muốn customize riêng thì các bạn có thể chọn, ví dụ mình nhập lề một hết đúng không? Rồi, sau khi nhập xong lề như này thì để mà các bạn xem lề các bạn chuẩn chưa thì các bạn có thể chọn là print preview để xem cái trang của mình đúng không? Đấy, thì các bạn có đang nhìn thấy nó bị mất như này không đúng không? Đấy, thì với những cái dữ liệu mà cái khổ ngang mà nó dài như này ấy, thì các bạn sẽ chọn cho mình cái hướng giấy là orientation là landscape, có nghĩa là để nó xoay ngang cái khổ giấy ra đúng không? Đấy, thì khi mà nó xoay ngang khổ giấy ra này thì nó vẫn thiếu đúng không? Đấy, vì các bạn nhìn nó có một cái đường mờ này này. Đấy, để muốn biết là cái trang của mình nó đã vào cái khung in ấn chưa thì các bạn chọn cho mình là view này, các bạn chọn view và các bạn chọn cho mình là page break view. Đấy, thì các bạn nhìn này, những cái mà nó nằm ra ngoài cái đường màu xanh này có nghĩa là in nó sẽ không vào bảng của mình. Đấy, thì mình sẽ phải chỉnh để cho cái khoảng dữ liệu này nó vào đúng không? Thì bên này mình đang thấy còn thừa thì mình kéo nhỏ lại này. Đấy, ví dụ như là cột mã nhân viên mình thấy nó không cần thiết thì to thế này thì mình kéo nó nhỏ lại đúng không? Đấy, ngày sinh mình cũng kéo nhỏ lại, quê quán mình cũng kéo nhỏ lại. Đấy, nó đã vào trong khổ giấy rồi đấy đúng không? Đấy, nhìn mà nó vào khổ giấy như này là có nghĩa là in là ok rồi. Các bạn có thể kéo rộng cái xanh này ra để mình biết là cái text mình in nó đã vào trong chưa, thì nó đã nằm trong cái viền màu xanh này là nó đã khi mà các bạn in nó sẽ ra đủ cái tờ giấy của các bạn mà nó không bị mất.
Đấy thì chỗ này mình cũng đang bị dư đây này. Nếu mà dư cái này mình thích thì mình có thể kéo cho cái ô họ tên nhân viên thì nó rộng ra tí nữa chẳng hạn. Đấy thì nó vẫn vừa đúng không? Đấy. Thì đấy là mình in landscape đúng không? Thì vừa vừa rồi là mình hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh theo landscape, có nghĩa là xoay ngang khổ giấy đúng không? Mình quay lại cái bed layout. Thì ở đây nó có một cái là orientation là budget và landscape đúng không? Thì landscape là ngang, budget là hướng dọc của tờ giấy. Còn size thì thường là khi mình in mình sẽ in khổ A4 hoặc A3 đúng không? Đấy thì thường là giấy A4 thôi. Còn A3 thì những cái khổ to gấp đôi cái tờ A4 ấy. Rồi ví dụ mình chọn là A4 đây đúng không? Làm chuẩn đúng không? Đấy thì nếu như với cái này mình in ngang thì là cái toàn bộ cái data này nó đã vào trong cái khổ giấy in ngang rồi, tại vì nó đã nằm trong cái khung này rồi đúng không? Rồi bây giờ ví dụ mình chỉnh theo in theo landscape đi, in dọc tờ giấy đúng không? Portrait này thì các bạn chọn portrait thì các bạn thấy nó bị thiếu rất là nhiều không đúng không? Đấy, tại vì khi mà in ra thì chỉ mỗi cái chỗ này nó in ra tờ giấy này, còn chỗ này nó sẽ bị cắt mất này. Đấy. Nên các bạn phải, phải co làm sao để cho nó nhỏ vừa trong thôi đúng không? Đấy thì mình sẽ phải bóp nhỏ lại này. Đấy. Đấy thì mình bóp nhỏ lại rồi thì nó đã vừa vào trong cái khổ A4 mà hướng dọc này rồi, thì khi mà bạn in thế này thì nó sẽ ra và không bị mất giấy của các bạn nhé. Đấy thì sau khi mà các bạn đã chọn trong này rồi, nếu các bạn muốn về cái chế độ bình thường thì các bạn lại chọn view, các bạn chọn normal này. Đấy. Thì các bạn chọn bình thường thôi. Còn trước khi in thì các bạn chọn view và các bạn chọn bed break này. Đấy thì nó sẽ ra cái khung này cho các bạn chọn. Đấy, đúng không? Ok. Thì để tiến hành in thì các bạn bấm cho mình Ctrl B. Ctrl B nhé. Này. Hoặc các bạn vào file các bạn chọn cho mình là print. Đấy, các bạn chọn print đúng không? Thì print preview này, đấy các bạn có nhìn thấy nó vào trong khổ giấy này rồi đúng không? Đấy, thì mình sẽ giải thích cho các bạn là các cái thông số ở trong đây. Đấy, copy một có nghĩa là mình sẽ in ra một bản thôi. Rồi còn ví dụ mình in đây ở đây ví dụ print active sheet có nghĩa là các bạn chỉ in ra cái sheet nào mà các bạn đang mở thôi. Ví dụ ở đây mình có hai sheet như này. Mình copy sang đây. Ví dụ đây mình có hai sheet này đúng không? Hai sheet thế này thì nếu mà các bạn chọn active sheet thì nó chỉ in mỗi cái sheet một. Active sheet là cái sheet mà đang mở này nhé. Nếu mà bên active sheet thì nó sẽ in ra mỗi cái sheet một, và sheet một của mình là có sheet 1 của mình là có những 6 trang. Nó đang bị thừa đúng không? Thì nó bị thừa các cái khoảng trắng đấy. Thì các bạn phải kéo cái này lại cho mình nhé, để cho nó ôm khớp vào đây thôi. Đấy, nó ôm khớp vào đây thì nó sẽ không bị thừa ra. Rồi các bạn bấm Ctrl B. Rồi mình chọn Preview lại. Đấy thì của mình chỉ có 3 trang này thôi đúng không? Thì nếu như các bạn mà để cái khoảng xanh mà thừa như lúc nãy như này này, là cái khoảng thừa này này, thì các bạn in ra nó sẽ ra thêm 3 cái tờ giấy trắng. Nên các bạn phải kéo cái này cho nó ôm sát vào đây cho mình nhé. Rồi bấm lại Ctrl B. Đấy thì nếu Active Sheet thì nó chỉ in mỗi cái sheet mà mình đang mở thôi. Còn nếu mà các bạn print entry entry này workbook thì nó sẽ in ra toàn bộ các cái sheet nhé. Ví dụ của mình toàn bộ của mình có hai sheet đúng không? Đấy thì nó sẽ in ra hết toàn bộ hai sheet là của mình có 6 bên. Rồi. Còn nếu mà mình chọn print selection thì nó chỉ in ra cái vùng mà mình chọn thôi. Ví dụ bây giờ mình muốn in ra mỗi cái vùng mình chọn thôi. Ví dụ mình in từ đây đến đây thôi, các bạn bôi đen từ đây đến đây. Rồi các bạn bấm cho mình Ctrl B. Đấy thì đây. Print selection. Đấy thì nó chỉ in ra mỗi cái chỗ mà mình select thôi đúng không? Đấy, thì đấy là ý nghĩa của print selection. Còn bed này, bed from bed 2, ví dụ mình muốn in từ bed 1 đến bed 2 thì các bạn chỉ đánh 1 đến 2.
Và các bạn muốn in tất cả thì các bạn không cần nhập gì hết vào đây, nó sẽ in ra hết cho các bạn. Rồi, còn collate, collate là cái kiểu mà xếp giấy trên khay giấy thôi. Ví dụ như các bạn mà chọn collate là theo thứ tự 1, 2, 3, 1, 2, 3 thì nó cứ in, ví dụ mình có 10 trang thì nó in hết từ 1 đến 10, sau đó nó lại in từ 1 đến 10. Sau đó nó lại in từ 1 đến 10. Ví dụ mình copy hai bản thì nó sẽ chạy từ 1 đến 10 hai lần, đúng không? Còn nếu mình chọn ở đây, còn nếu mà mình chọn là uncollected thì ví dụ mình in hai bản mà mình có 10 trang thì nó cứ in hết số trang số 1 trước, sau đó nó lại in hết trang số 2, in hết trang số 3. Thì nếu mình chọn uncollected thế này thì các bạn sẽ phải sắp xếp lại cái tài liệu, nó hơi mất công đúng không? Thành ra là tốt nhất là mình cứ chọn là collected. Đấy, cứ in hết chỗ tập nào thì mình sẽ ghim lại tập đấy thì nó sẽ đỡ mất công cho mình. Rồi, portrait orientation là hướng giấy thôi. Hướng dọc và hướng ngang thì mình đã giới thiệu rồi. Rồi, đây là cỡ thì mình sẽ in A4. Rồi, còn cái này là căn căn lề cái thứ thôi. Còn cái này là nó bảo mình có scale, có nghĩa là mình có cái lề mà nó ra quá thì mình có fit lại không. Mình thường mình không chọn cái này vì sợ nó sẽ bóp méo cái tài liệu của mình. Thành ra là mình cứ customize, mình chỉnh theo cái ý mình thích thôi. Đấy, thì sau khi mà mình chỉnh mình thấy cái review ok này rồi thì các bạn bấm vào nút print này thì nó sẽ thực hiện in tài liệu ra cho các bạn thôi. Ok, thì về cơ bản thì trang này ở cái bài này mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn về cách chỉnh trang giấy để in ấn và lè lè thôi đúng không? Đấy, thì các bạn có thể chọn page break này, hoặc các bạn chọn normal, hoặc các bạn bỏ grid đi để các bạn nhìn. Đấy, nhìn khi mà nó ra tờ giấy trắng thì nó sẽ như này và nó sẽ không có grid. Đấy, còn thích thì mình cho grid vào. Ok, trên đây là cái bài mà về căn lề và in ấn. Các bạn có câu hỏi nào thì các bạn có thể post lên cái kênh tin học thật là đơn giản của mình. Thì kênh này thì mình dạy rất là nhiều thứ nên các bạn có thể giới thiệu cho bạn bè cùng lên đây để học tập và trao đổi. Và các bạn nhớ like cái kênh tin học thật là đơn giản của mình này nhá. Để các bạn follow kênh này thì có bài mới thì mình sẽ đăng lên đây thì các bạn sẽ nhận được bài mới ngay. Hoặc các bạn cần hỗ trợ gì trong quá trình làm tin học văn phòng thì các bạn liên lạc với mình qua cái fanpage này thì mình sẽ giải đáp cho các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.